Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Phong thủy Thịnh Vượng, trực thuộc công ty Phong thủy Phùng Gia. Quý vị thân mến, mọi kiến thức phong thủy mà chương trình cung cấp đều nhận được sự trợ duyên bởi Master Phùng Phương, là thành viên trẻ tuổi nhất của Hiệp hội Phong thủy Thế giới. Quý vị hãy bấm nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng quả chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất về tử vi và các kiến thức phong thủy ứng dụng trong đời sống hàng ngày nhé. Hoan hỉ đón chào quý khán giả đang theo dõi Phong thủy Thịnh Vượng. Kính chúc quý vị luôn khỏe mạnh, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, nếu như là một người yêu thích không gian xanh mát và mong muốn tạo dựng cho gia đình một môi trường sống trong lành thì chắc hẳn quý vị đã tìm hiểu không ít loại cây xanh khác nhau để bố trí trong và ngoài ngôi nhà của mình, đúng không ạ? Thế nhưng liệu rằng các gia chủ đã thực sự biết hết các quy tắc phong thủy cơ bản khi chơi cây cảnh? Chúng có gì giống và khác với những cây xanh bình thường? Và nếu như chẳng may gia chủ phạm phải lỗi phong thủy khi bố trí cây xanh trong không gian nhà ở thì có cách gì để hóa giải hay không? Phong thủy Thịnh Vượng ngày hôm nay sẽ giải đáp giúp quý vị những thắc mắc này nhé. Cùng với đó, quý khán giả đừng quên tham khảo và sở hữu cho gia đình mình bộ tam phẩm trừ tà gồm 3 vật phẩm: vòng trừ tà ngũ hành, túi bột trừ tà phong thủy và linh phù trừ tà, được thỉnh ở Tây Tạng và được chi chú trực tiếp bởi thầy Phùng Phương, người Việt Nam đầu tiên của Hiệp hội Phong thủy Thế giới, để chủ động nghênh đón tài lộc, vận may, xua đuổi tai ương, rủi ro cho gia đình mình nhé. Còn bây giờ, xin mời theo dõi chương trình ngày hôm nay. Giống như con dao hai lưỡi, thú chơi cây cảnh có thể mang lại bầu không khí trong lành, tạo vượng khí và thu hút tài lộc cho gia chủ. Nhưng cũng có thể mang lại những xui xẻo, vận đen nếu như bạn không nắm rõ những quy tắc dưới đây. Quy tắc thứ nhất, đối với cây xung quanh nhà, không nên trồng cây có tán lớn, rậm rạp trước cửa nhà sẽ khiến khoảng không phía trước u tối, ngăn ánh sáng tự nhiên vào cửa chính và khuất tầm nhìn của bạn. Điều này khiến cho tinh thần và sức khỏe gia đình không tốt. Nếu đã trồng cây lớn trước cửa, hãy chú ý việc cắt tỉa tán lá để tạo không gian thông thoáng trước nhà. Mặt khác, theo quan niệm phong thủy dân gian, việc trồng độc thụ, nghĩa là trồng một cây, thì có câu độc thụ chặn cửa, mẹ quá con côi, hay cây một trơ trụi, mẹ chồng con dâu bất hòa. Như vậy, khi bố trí cây bên ngoài ngôi nhà, bạn cần lưu ý về số lượng cũng như hình dáng các loại cây, tránh trồng cây đơn chiếc, tán lùm xùm, rậm rạp. Quy tắc thứ hai, đối với cây trang trí trong căn nhà. Trong phong thủy, có rất nhiều vị trí và loại cây khác nhau nên được sử dụng trong nhà của bạn, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp hay ban công để hóa giải các thế phong thủy xấu hay tương sinh với mệnh của gia chủ, giúp đem tài lộc về nhà. Tuy nhiên, quá trình lựa chọn này cần đặc biệt lưu ý tránh các loại cây sau, để đảm bảo vượng khí sung túc, bình an, thịnh vượng, không chỉ cho bạn, gia chủ của căn hộ, mà còn cho tất cả những thành viên trong gia đình. Thứ nhất, tránh tuyệt đối trưng bày trong nhà những loại cây thuộc nhóm ngũ quỷ, liễu, hòe, si, đa, gạo, dâu. Nếu không để ý, nhiều gia chủ theo xu hướng hoặc sở thích chơi cây bonsai thường dễ mắc sai lầm này nhất. Bởi các cây trên là cây thân gỗ, phần gốc và thân dễ chăm sóc và uống nắng để đạt các thế bonsai đẹp. Các cây này cũng có lá và hoa, đặc biệt tạo cảm giác thích thú cho người chơi và ngắm. Tuy nhiên, đằng sau vẻ bề ngoài mỹ miều đó, gia chủ phải tuyệt đối cảnh giác và cẩn thận vì thuộc tính phong thủy của chúng. Cây liễu khi trồng bên bờ hồ rất đẹp, nhưng khi trồng vào khuôn viên trong nhà với diện tích đất nhỏ, không đủ độ thoáng, thiếu mặt nước ròng tạo độ ẩm để cây phát triển tốt, thì cây sẽ không phát triển được, mang lại vận xấu cho ngôi nhà. Cây hoa hòe không nên trồng ở sau nhà. Nếu trồng cây này sau nhà, có thể khiến đường công danh của gia chủ gặp trục trặc, bị vùi dập. Nếu bạn vẫn muốn trồng loại cây này, tốt nhất chỉ nên trồng trước nhà. Lúc này thậm chí nó còn có thể mang lại may mắn đáng kể. Rất nhiều người thích cây si như một cây bonsai. Tuy nhiên, theo phong thủy, đây không phải là loại cây thích hợp trồng trong nhà. Thậm chí so với cây đa, dân gian còn kính sợ cây gạo nhiều hơn, với tin tưởng rằng thần cây đa mà cây gạo. Trong tiếng Hán, cây dâu đọc là tàn cùng âm với tàn ma, là biểu hiện của chết chóc và hung thần, chủ trì việc chết chóc. Tàn ma khóc lóc còn gọi là tàn môn thần. Còn theo sách Hán Thư, thì ở nước Vệ có bãi dâu ven sông Bọc, trai gái thường tới đó tụ tập hát gợi chuyện không đứng đắn. Vì vậy, người đời còn coi cây dâu
là biểu hiện của quan hệ bất chính giữa trai và gái. Ra tuồng trên bọc trong dầu thì con người ấy ai cầu làm chi. Xét về phong thủy, những cây thuộc nhóm ngũ quỷ có thuộc về âm trạch, có tính âm cực mạnh, không thích hợp trồng trong nhà người sống. Các cây này thường được trồng tại những nơi như đền, miếu, nghĩa địa và được xem là nơi thu hút và trú ngụ của những luồng âm khí không tốt, tà ma. Phong thủy dân gian còn truyền tụng nhau, trong nhà, trong sân, chớ trồng ngũ quỷ, để nhắc nhở quy tắc bất biến không được sai phạm này nếu muốn đảm bảo một vượng khí tốt, sung túc cho gia đình. Nếu nhà các bạn đã có những cây đó xung quanh, không thể di chuyển, hoặc quá yêu thích các cây bonsai này và không muốn từ bỏ, bạn có thể hóa giải bằng cách bổ sung các cây có dương khí mạnh như cây thông, cây vạn tuế là có thể khắc trị được. Thứ hai, tránh tuyệt đối trưng bày trong nhà những loài cây có lá dài, nhọn, đặc biệt là cây xương rồng. Theo phong thủy, các loại cây này mang đến nhiều vận xui, khiến gia chủ và người thân không được sống yên bình, thường bị lôi kéo vào các cuộc tranh chấp, cãi vã không đáng có. Đặc biệt nhất là xương rồng, loài cây gàn góc với nhiều gai nhọn bao quanh, ẩn chứa nhiều sát khí không tốt. Nếu bày trong nhà, có thể mang đến bệnh tật, cô đơn và trắc trở tình cảm cho những người trong gia đình. Thứ ba, tránh tuyệt đối trưng bày trong nhà những cây họ Quý, cây dây leo họ Cát Đằng. Theo phong thủy, cây thuộc các nhóm này cũng mang âm tính mạnh mẽ, làm suy yếu vượng khí của gia đình. Đặc biệt trong trường hợp cây hợp thổ phát triển tùm, cành lá, dây xòe xòa có thể thu hút và tích tụ một lượng âm khí cực lớn, cực kỳ độc hại cho con đường công danh sự nghiệp của gia chủ, khiến gia chủ và người thân gặp nhiều thị phi. Những năm tháng trước đây, không phải ngẫu nhiên mà bạn thường rất ít thấy người ta dùng dương sỉ như một loài cây cảnh dây trong nhà. Tuy nhiên, theo thời gian, xu hướng chơi cây độc lạ đã lôi cuốn không ít người dùng các loại cây vốn dĩ không sinh ra để làm cảnh trong nhà, như dương sỉ. Thứ tư, tránh tuyệt đối trưng bày trong nhà những cây thiếu sức sống. Thông thường, nhiều gia chủ có điều kiện có xu hướng chọn chơi các cây cảnh, cây trưng bày độc, hiếm mà ít ai có được. Tuy nhiên, khi lựa chọn các loại cây này, cần tránh các cây thiếu sức sống hoặc đòi hỏi điều kiện chăm sóc cao, khó thích nghi với thời tiết, khí hậu địa phương. Vì khi đó, các cây này sinh trưởng không tươi tốt, thậm chí eo ọt hoặc chết yểu, sẽ mang lại một bầu không khí ảm đạm, khiến gia chủ mất vượng khí, tài lộc có thể tiêu tan từ đó, thậm chí mang điềm báo vận xui cực kỳ khó hóa giải. Đó chính là những lưu ý căn bản nhất khi trồng cây phong thủy mà các gia chủ cần biết để phòng tránh tà khí, đảm bảo vượng khí tốt nhất cho gia đình mình. Quý vị hãy ghi nhớ và thực hiện nhé. Bên cạnh đó, các gia chủ còn có thể gia tăng hưng vận của gia đình bằng cách sở hữu bộ tam phẩm trừ tà do thầy Phùng Phương trực tiếp chỉ chú. Quý vị có thể tham khảo và liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0984 024 021 để được tư vấn trực tiếp nhé. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, bên cạnh những điều cấm kỵ cần tránh phạm phải khi trồng cây xanh trong nhà thì còn rất nhiều loại cây xanh khác được xem là thần may mắn mà gia đình nào cũng nên sở hữu ít nhất một loại cây để thu hút tài lộc, xua đuổi vận xui. Vậy thì đó là những loại cây nào? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi video ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, cây kim tiền. Cây cảnh đầu tiên được xếp trong danh sách cây nên trồng trong nhà phải kể đến đó là cây kim tiền. Theo phong thủy, cây kim tiền hội đủ 5 yếu tố, đó là mộc, thủy, hỏa, kim và thổ. Tượng trưng cho cây là mộc, khi được trồng dưới đất là thổ, nước tưới là thủy và trồng trong chậu hoặc bình thủy sẽ sinh ra kim. Đặc điểm của cây kim tiền là lá có viền tròn, xanh và mọng đầy sức sống. Chính vì đặc điểm này nên có sự cân bằng âm dương và hòa hợp với không gian. Vì vậy, khi trồng cây kim tiền sẽ đem đến tài lộc, thịnh vượng, giàu sang và sức khỏe cho chính gia chủ. Đặc biệt khi trồng cây kim tiền, nếu cây ra hoa thì chắc chắn gia chủ sẽ đón rất nhiều tài lộc trong thời gian tới. Thứ hai, cây lưỡi hổ. Cây lưỡi hổ có tác dụng lọc sạch không khí rất tốt. Đặc biệt, người ta thường đặt cây lưỡi hổ bên cạnh tivi, các thiết bị điện tử vì cây này có khả năng hút bức xạ rất tốt. Ngoài ra, các nhà cao tầng cũng đặt chậu cây lưỡi hổ trong nhà để hạn chế hội chứng nhà kín. Không dừng lại ở đó, cây
cây lười hổ còn có ý nghĩa về mặt phong thủy rất lớn. Với các nước phương Đông, cây lười hổ là biểu tượng của sức mạnh. Cái tên giống như sức mạnh của chúa Sơn Lâm, bảo vệ gia đình tránh những điều xấu xa từ bên ngoài. Đặc điểm của cây lưỡi hổ đó là mọc thẳng như ý chí tiến lên, thể hiện sự quyết đoán trong cuộc sống. Nếu đặt cây lưỡi hổ trong nhà sẽ mang lại may mắn, giúp gia chủ phát lộc, phát tài và tiền dồi dào như nước. Trong cách hướng thì hướng đông và đông nam là vị trí thuận lợi nhất để đặt cây lưỡi hổ. Thứ ba, cây vạn niên thanh. Đặc điểm của cây vạn niên thanh đó là sống lâu năm và lá luôn xanh tốt. Với khí hậu khắc nghiệt như nóng vào mùa hè và lạnh giá vào mùa đông ở miền Bắc, cây vạn niên thanh vẫn phát triển tốt. Trong gia đình, thường trồng cây vạn niên thanh trong ngày lễ Tết với mong muốn mang đến những điều sung túc và tốt đẹp. Trong hôn nhân hay các ngày lễ trọng đại, cây vạn niên thanh cũng được xem là món quà ý nghĩa với mong muốn thu hút tiền tài và cải thiện tài chính cho gia chủ. Với cây vạn niên thanh, bạn có thể đặt trong phòng khách, bên cạnh cửa sổ, ngoài ban công hoặc trong phòng đọc sách, phòng làm việc riêng đều được. Thứ tư, cây hoa trạng nguyên. Nhắc đến cây hoa trạng nguyên, chúng ta nghĩ ngay đến màu đỏ của sự may mắn và đỗ đạt trong học hành. Theo phong thủy, cây hoa trạng nguyên mang ý nghĩa của sự tốt lành, thành công trong sự nghiệp. Vì vậy, khi tìm một loại cây cảnh nên trồng trong nhà, bạn đừng quên sắm cho mình một chậu cây hoa trạng nguyên nhé. Cây hoa trạng nguyên trồng trong chậu sứ, trải lớp sỏi trắng lên trên và nở hoa tươi thắm sẽ mang đến nhiều tài lộc và tiền tài cho gia đình. Thứ năm, cây phất dụ. Có thể nói đến cây phất dụ nhiều người còn bỡ ngỡ, nhưng nhắc đến cây tre may mắn thì sẽ rất quen thuộc. Đây chỉ là hai tên gọi khác nhau của cùng một loại cây cảnh. Cây phất dụ với biểu tượng của sự thăng tiến trong công việc, sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió và vượt qua mọi trở ngại. Một chậu cây phất dụ thích hợp đặt ở phía đông và đông nam của ngôi nhà, vì đây là hướng nhiều ánh sáng, thích hợp cho cây phát triển. Theo quan niệm, người ta cũng thường mua phất dụ theo các cành có số lượng tương ứng như sau: 3 cành cho sự hạnh phúc, 5 cành cho sức khỏe, 2 cành cho tình duyên, 8 cành cho tài lộc, 9 cành cho thời vận. Thứ sáu, cây thiết mộc lan. Cây thiết mộc lan có tác dụng điều hòa không khí, mang đến không gian thoáng mát và êm dịu. Cây thiết mộc lan còn được ưa chuộng để làm quà trong ngày Tết, khai trương cửa hàng và công ty, bởi đây là cây có ý nghĩa phong thủy tốt, mang đến may mắn và phát tài phát lộc. Vì vậy, trong mỗi gia đình, nếu muốn khơi dậy năng lượng tài lộc thì đừng quên đặt một chậu cây thiết mộc lan trong phòng khách nhé. Thứ bảy, cây thường xuân. Nếu bạn không thích những chậu cây đặt trong phòng thì có thể chọn những chậu cây leo như cây thường xuân. Cây thường xuân có tác dụng hấp thụ những chất có hại như aldehyde phọc mít, benzen, phenol. Ngoài ra, cây này còn rất tốt cho phong thủy và giúp mang lại may mắn, bình an cho gia chủ. Với cây thường xuân, bạn có thể đặt trong chậu sứ, nhựa và treo ngoài ban công. Cây thường xuân phát triển tốt ở những nơi nhiều ánh sáng trực tiếp, không cần quá nhiều nước, vì vậy rất dễ chăm sóc. Không nên đặt cây thường xuân ở những nơi thiếu ánh sáng, sẽ dẫn đến cây có biểu hiện vàng lá. Thứ 8, cây phú quý. Cây phú quý có đặc điểm đó là thân trắng hồng với bộ rễ trắng muốt, lá xanh kết hợp đỏ. Cây phú quý mang vẻ đẹp của sự sang trọng và quý phái, đúng như cái tên. Trong cây phú quý mang đến sự giàu sang, thịnh vượng và sức khỏe cho gia chủ. Vì vậy, trong phòng khách của gia đình, bạn nên đặt một cây phú quý sẽ giúp cải thiện phong thủy rất tốt. Các bạn thân mến, cây xanh luôn là người bạn thân thiết của con người, không chỉ làm đẹp cho môi trường, làm đẹp cho cuộc đời mà còn đem tới nhiều ý nghĩa thiết thực về mặt tâm linh, phong thủy. Tuy nhiên, để có thể phát huy được những điều đó thì các gia chủ cũng cần phải tuân thủ các nguyên tắc phong thủy về cây xanh, từ đó mới có thể mang tới cho cả gia đình sự may mắn, bình an, tấn tài, tấn lộc. Bên cạnh đó, đừng quên một cách thu hút tài lộc, xua đuổi vận đen khác nữa, đó chính là sử dụng các vật phẩm trừ tà được chỉ chú bởi thầy Phùng Phương nhé. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt.